Quang Hải đã là cầu thủ của câu lạc bộ khác, cậu ấy đã ra nước ngoài thi đấu. Tôi không muốn nhận thêm câu hỏi nào về Quang Hải nữa. Mọi người hãy đề cập đến các cầu thủ của Hà Nội. Xin lỗi ông Chun Jae-ho, tôi biết nhiều huấn luyện viên trên thế giới đã bỏ khỏi phòng họp báo khi cứ liên tục được hỏi về những người đã chuyển sang đội bóng khác. Ông đã rất nhã nhặn, nhưng hãy thông cảm một chút cho truyền thông ngày nay. Chúng tôi cần một cái tên cũng như đội bóng của ông cần bàn thắng vậy. Nhưng chắc chắn Quang Hải sẽ không phải là nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay nữa. Quý vị đang cùng theo dõi Giờ Vàng Thể Thao. Kính chào quý vị, đây là chương trình Giờ Vàng Thể Thao. Chúng ta sẽ cùng đi dạo một vòng điểm nóng của thể thao thế giới tuần qua trước được không ạ? Hãy nói về việc những cái tên đang cứu truyền thông trong các giải thể thao lớn. Đến một giải đấu như Wimbledon, nơi chỉ cần tập trung vào chuyện chuyên môn từng trận đấu thôi, thì cũng đã quá nhiều chuyện để nói rồi. Nhưng báo chí Anh cũng phải thừa nhận một câu mà tôi xin được dịch nguyên văn, mình đã đọc được như thế này. Trong thời đại ngón cái của độc giả lướt trên điện thoại thông minh ngày càng nhanh hơn, thì may mà giải đấu năm nay đã có Nick Kyrgios. Quả thật, Novak Djokovic vẫn hay, Nadal nỗ lực bao nhiêu để vượt qua chấn thương rồi có mặt ở đây. Rồi quần vợt Anh có cả một người hùng mới. Nhưng mặt anh chàng bad boy của quần vợt thế giới Nick Kyrgios ngày nào cũng xuất hiện trên trang nhất của các báo thể thao. Thực ra những chuyện gây tranh cãi của Kyrgios thì cực kỳ đa dạng. Nhưng điều khiến truyền thông luôn đặt câu hỏi là tại sao anh ấy cố gắng làm như vậy? Tuần vừa rồi, Kyrgios đã trả lời về điều này khi phóng viên hỏi anh ấy về việc tại sao lại đội mũ đỏ và đi giày đỏ vào sân đấu của Wimbledon trong khi quy định của giải không cho phép điều này. Và đây là câu trả lời của Kyrgios. Vì đó là những gì mà tôi muốn. Anh đứng trên cả những quy định sao? Không, tôi chẳng đứng trên quy định nào cả. Tức là những quy định ấy không được áp dụng cho anh à? Đơn giản là tôi muốn được đội chiếc mũ Jordan của mình thôi. Nhưng anh không thấy có những quy định ngăn cản điều đó sao? Tôi không muốn gây chú ý đâu. Nhưng anh sẽ phải gặp các trọng tài sau đây đấy. Còn thôi, ngày mai tôi sẽ đội mũ trắng. Hình như anh luôn than vãn khi nói về những tranh cãi xung quanh mình thì phải. Làm gì có chuyện đó? Tôi còn thích đấy chứ. Tôi thấy anh cười nhạt đấy. Tất nhiên rồi, gây tranh cãi cũng là một cách truyền thông mà, phải không nào? Trên đất Anh, Kyrgios đã đáp lại phóng viên bằng một câu nói nổi tiếng của chính những người Anh. Đại ý là làm truyền thông cách nào cũng tốt, miễn là được biết đến. Báo chí Anh vẫn đang vui, nhưng ban tổ chức có phần hồi hộp vì những vụ gây tranh cãi của Kyrgios cứ tăng lên cùng với bước tiến về chức vô địch của tay vợt này. Nhưng điều tệ hại hơn là nó gây ra hiệu ứng chẳng tốt đẹp gì đến cả những tay vợt khác trong một giải đấu Grand Slam nổi tiếng về quy củ và thậm chí là có phần bảo thủ nữa. Những điều hy hữu đã xảy ra. Các tay vợt từng không tin vào cảm quan của các trọng tài con người và họ yêu cầu phải có công nghệ vào cuộc. Đến bây giờ, máy móc và công nghệ vào cuộc rồi thì họ lại đòi gặp người điều khiển máy móc. Một vòng luẩn quẩn khó tin. Trong trận đấu tứ kết nội dung đôi nam, hai tay vợt Salisbury và Rajiv Ram tin rằng mình đã có được break ở một thời điểm quan trọng trong trận đấu vì bóng của đối thủ đã ra ngoài sân. Trọng tài quyết định là bóng ở trong sân và hai tay vợt dùng quyền gọi công nghệ mắt diều hâu. Và công nghệ này cũng cho thấy là bóng đã ở trong sân. Salisbury nói lớn với trọng tài, chúng tôi không đời nào chơi tiếp chừng nào các anh không tắt cái máy đó đi. Ý là máy công nghệ mắt diều hâu ở đây. Còn Rajiv thì thêm vào một câu còn hài hước hơn. Này trọng tài, chúng ta có thể tắt cái máy đi được không? Chúng ta đâu có ở tương lai, anh biết mà. Nghe hơi nản nhưng mà Rajiv nói rất đúng. Chúng ta không bao giờ ở tương lai thực sự khi mà người sử dụng máy móc như là các tay đấu quần vợt nhận thấy sự hiện diện của những người điều khiển công nghệ ở đâu đó phía trong sân. Kiểu như bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một ông trọng tài nào đó để mà kêu ca khi bỏ 20.000 đồng vào chiếc máy bán hàng tự động nhưng lon coca thì mãi không chịu ra. Tương lai của quần vợt với Rajiv là một chiếc máy trả lời tự động ngồi ở chỗ của ông trọng tài chính, nơi mà anh sẽ bỏ xu vào đó và một giọng nói cất lên ở trên loa. Nếu bạn cần gặp trọng tài, bấm phím 2, vâng, bấm phím 2. Nếu bạn cần gặp trọng tài nói tiếng Anh, lại bấm phím 1, vâng, bấm phím 1. Lại tiếp tục nữa, nếu bạn cần giải đáp về luật, bấm phím 3. Chúng ta thực sự chưa sẵn sàng cho tương lai đâu, ít nhất là tại giải quần vợt Wimbledon. Và đây là một câu chuyện khác. Ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon năm nay tích hợp trên thẻ của các vận động viên một mã QR code cho phép tất cả các vận động viên này
tới các nhà hàng trong khuôn viên của câu lạc bộ quần vợt Toàn Anh nơi diễn ra giải đấu và sử dụng số tiền 90 bảng mỗi ngày để mua đồ ăn ở đó. Điều này đảm bảo rằng các tay vợt sẽ không phải mang theo bữa ăn trưa của mình tới thi đấu ở Wimbledon. Và hiện tượng được ghi nhận là đã có ai đó lấy 27 hộp sữa chua lợi khuẩn trong một lần quẹt thẻ. Họ đã tận dụng cho đủ chỉ tiêu 90 bảng một ngày của mình. Ai uống đủ số sữa chua đó trong một ngày thì chắc chắn sẽ có một đêm rất bận rộn đây. Nhưng từ hiện tượng đó dẫn tới một kết quả là ban tổ chức đã phải ra một khuyến cáo chưa từng có tiền lệ trong giải đấu này, đề nghị các vận động viên cân nhắc khi mua đồ ăn. Vấn đề ở đây chắc chắn không phải là ban tổ chức tiếc tiền, mà là họ sợ thiếu đồ ăn một cách phi lý cho những người đến sau. Bây giờ thì quý vị có thể hiểu tại sao Nick Kyrgios đã tận dụng thời gian họp báo để ăn nốt đĩa sushi của mình. Không có cách truyền thông nào tồi cả, miễn là được nhắc tới. Nào, chúng ta hãy cùng cổ vũ Kyrgios. Vừa nói chuyện hài rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện vui về công nghệ. Tin tức ấm lòng nhất trong tuần qua liên quan tới công nghệ là Halo đã cứu thêm hai mạng người nữa trên đường đua Silverstone ở nước Anh. Thực ra Halo là tên gọi của bộ khung ngay trước khoang lái của chiếc xe đua F1. Bộ khung này được làm bằng titan nặng 7kg nối vào khung xe tại 3 điểm khác nhau. Nó được thử nghiệm sau đó gắn vào xe đua ở hầu hết các giải đua từ công thức 1, 2, 3, 4 đến công thức E. Số liệu khoa học chứng minh rằng khung Halo đã tăng 17% cơ hội sống sót của các tay đua khi xảy ra tai nạn. 17% quý giá như thế nào thì chắc phải ngồi sau tay lái ở tốc độ 250 km/h chúng ta mới hiểu được. Nhưng ít nhất trong tuần qua, hai người đã thoát nạn nhờ Halo. Nhưng điều làm khán giả sửng sốt có lẽ là những khoảnh khắc hy hữu của tai nạn trên đường đua. Đầu tiên là cuộc đua xe công thức 2. Xe đua của Dennis Hauger đã hạ chiếc bánh của mình lên thẳng buồng lái của Roy Nissany. Tấm ảnh cho thấy rõ là Nissany đã có phản xạ cúi xuống khi chiếc bánh xe của đồng nghiệp chạm vào mũ bảo hiểm của mình. Chúng tôi không hề muốn liên tưởng việc này với các tình huống giao thông bình thường trên đường đâu ạ. Khung Halo lập tức vào việc và Nissany bình an vô sự. Vài giờ sau, cũng tại đây, khi cuộc đua công thức 1 vào cuộc, tai nạn trông còn có vẻ kinh hoàng hơn. Tay đua người Trung Quốc Zhou Guanyu đã gặp phải va chạm khiến chiếc xe của anh bay xa vài chục mét, đập lên cao vào hàng rào, rơi xuống và biến dạng. Buồng lái vẫn được bảo đảm và Zhou được đưa ra ngoài hoàn toàn bình an vô sự. Stefano Domenicali in conversation with Zhou Guanyu. Hết chuyện vui, bây giờ quay trở lại với chuyện hài, nhưng vẫn là công nghệ. Rắc rối với công nghệ mắt diều hâu ở Wimbledon cho thấy rằng đó là cuộc chơi không bao giờ kết thúc. Bởi vì khi chúng ta nghĩ ra một chiếc máy mới thì rồi sau đó sẽ phải nghĩ ra một công nghệ khác để quản lý hoặc khắc phục điểm yếu của chiếc máy đó. Đó là lý do bạn bỏ tiền ra mua chiếc điện thoại di động phiên bản đời thứ 13 rồi, chỉ vì một trong những lý do là các kiểu camera sẽ chụp ra một tấm ảnh ngày càng ít giống bạn hơn. FIFA đã nghĩ ra công nghệ VAR, và nếu điểm yếu lớn nhất của nó là đưa ra quyết định quá chậm, thì bây giờ người ta nghĩ tới một công nghệ khác mới, có tên là SAOT, tiếng Anh viết tắt, mình có thể đọc là SWOT. SWOT là viết tắt của chữ tiếng Anh, có nghĩa là công nghệ xác định việt vị bán tự động. Nôm na là trái bóng đá tại World Cup năm nay sẽ được cài một chip cảm biến cho phép xây dựng rất nhanh hình ảnh 3D của pha bóng gây tranh cãi và từ chỗ mất 70 giây để xác định đúng sai hay là việt vị. Thời gian đó bây giờ rút ngắn lại chỉ còn là 20 giây. Bây giờ thì trọng tài cần cả một danh sách để kiểm tra trước khi vào trận. Đồng hồ gôn có chưa? Có rồi. Đồng hồ bình thường có, tai nghe có, chip cảm biến việt vị có, bình xịt bọt lăn có. Tương lai rồi sẽ có cả một con chip gắn vào trọng tài để ông ấy có thể nhận được hết tín hiệu từ tất cả các cảm biến khác nhau ở trong sân. Thế mới thấy câu của tay vợt Rajip hay thật. Ông có thể tắt cái máy đi được không ạ? Chúng ta không phải ở tương lai đâu. Nếu vậy thì chào mừng quý vị tới với V-League. Khán giả Việt Nam hãy tận hưởng điều này trước khi công nghệ đến và gây ra những tranh cãi lớn. Máy móc không phải là cách duy nhất để sửa lỗi sai của ông trọng tài chính. Tại sao trước khi mà trọng tài đã có một người gọi là trợ lý, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã không hề phát hiện ra bóng từ chân của Giovane lăn qua vạch cầu môn. Ông cho trận đấu tiếp tục, Viettel mất một bàn thắng hợp lệ và trọng tài Hải sẽ bị treo còi chăng? Không hề. Hình ảnh quay chậm cho thấy là hóa ra sai lầm lớn hơn đã diễn ra từ trước đó khi mà Giovane chỉ còn đứng trên một cầu thủ duy nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi nhận bóng. Và trợ lý trọng tài Ngô Quốc Toàn
lẽ ra đã phải căng cờ báo việt vị từ lúc đó. Hai sai sót, chỉ một người bị phạt và một kết quả theo một cách nào đó khá công bằng, bàn thắng không được công nhận, đúng thôi. Tại sao chúng ta phải cần công nghệ chứ? Đừng vội vàng với VAR hay bất cứ điều gì khác. Công bằng tuyệt đối sẽ rất khó có thể đạt được và tranh cãi chỉ chấm dứt khi không còn ai để tranh cãi, tức là khi máy móc hoàn toàn thay sự quyết định của con người trên sân cỏ mà thôi. Đừng rời xa màn hình, chương trình của chúng tôi sẽ trở lại nơi Quang Hải không phải là một nhân vật chính. Quý vị nhớ chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Giờ Vàng Thể Thao bằng chủ đề chính thực sự của chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta hãy bắt đầu với một thuật ngữ khá quen thuộc của thể thao phong trào, được nói tới rất nhiều. Đó là thuật ngữ gánh team. Đây là chỉ hành động của người sẽ tỏa sáng và mang đội bóng của mình tới chiến thắng. Team trong tiếng Anh quý vị đều biết đó là đội. Ai đang gánh cho đội của bạn vậy? Khi phóng viên đặt câu hỏi về Quang Hải cho huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội sau khi đội bóng này đã thua, thì nghe cứ như là đội bóng thủ đô đang thiếu một người thủ lĩnh, một người gánh team thực sự vậy. Nhưng thực tế ở thời điểm xuất sắc nhất của mình, Quang Hải chưa bao giờ sắm vai trò đó ở Hà Nội FC cả. Nhưng khi phóng viên hỏi huấn luyện viên người Hàn Quốc về Quang Hải trong một trận đấu anh ta ở cách xa hàng ngàn dặm, thì có một sự thật không thể tranh cãi là Quang Hải đang gánh chính đội truyền thông. Trong khoảng 10 ngày qua, ở lĩnh vực thể thao, Quang Hải là một trong những từ khóa nóng nhất, bài viết đảm bảo lượng tiếp cận của độc giả, khán giả nhiều hơn nếu trong tiêu đề có mấy chữ Quang Hải. Thực ra khi chúng tôi nói tới truyền thông thời đại số, chúng tôi bao gồm cả chính mình ở trong đó. Chắc quý vị còn nhớ là chúng tôi có một kênh YouTube thể thao chính thức. Hãy xem tất cả những câu chuyện liên quan tới Quang Hải trong 10 ngày qua. Từ những câu chuyện kéo dài 10 phút cho đến một đoạn clip chỉ có 25 giây, thu hút lượng người xem luôn luôn là gấp 10, 20, thậm chí là 200 lần bất cứ một tên tuổi hay một chủ đề nào khác. Chuyện này thì chúng tôi đã đề cập tới rồi và đã giải thích. Biết làm sao được khi thuật toán tìm kiếm của Google là thế, nó phản ánh sự dẫn dắt cuộc chơi của máy móc và phần nào là phản ánh nhu cầu của độc giả, khán giả thời nay. Thế là bài của bạn sẽ chẳng mấy ai đọc nếu tít đơn giản chỉ là câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ thua trước SHB Đà Nẵng. Không được, phải luôn luôn có từ khóa Quang Hải nhé. Ví dụ, không có Quang Hải Hà Nội mất điểm tại Thiên Trường, không có Quang Hải Hà Nội thua trận đầu tiên. Và một năm nữa, thậm chí huấn luyện viên Chun Jae-ho vẫn có thể bị hỏi về Quang Hải nếu truyền thông không có ai khác gánh view, tức là gánh lượt xem cho họ, kiểu như là tròn một năm Quang Hải ra đi, Hà Nội vẫn chưa thể thắng được tại Thiên Trường. Xin lỗi Quang Hải vì đã để em hắt hơi quá nhiều trong ngày hôm nay. Hà Nội nhớ em ít thôi, nhưng V-League cần em, truyền thông nhớ em rất nhiều. Em phải tỏa sáng, phải thành công nhá. Chuyển sang Ronaldo, báo chí Anh, huấn luyện viên Ten Hag và Manchester United đang gặp phải vấn đề tương tự nhưng ở một quy mô khác. Tất nhiên người ta ít quan tâm tới việc huấn luyện viên Ten Hag đang tập chiến thuật nào, bằng việc quan tâm tới Ronaldo có tiếp tục ở lại Manchester United hay không. Nhưng Ronaldo có gánh cho đội bóng của anh suốt mùa giải vừa rồi hay không thì đây lại là chuyên môn, một câu chuyện hoàn toàn khác, và chúng tôi trích nhận định của báo chí Anh cho có cảm giác thuyết phục hơn với khán giả. Những chuyên gia của họ nói như thế này. Tờ The Sun đã phân tích rất kỹ về sự ảnh hưởng của Ronaldo. Thành tích ghi bàn của CR7 vẫn rất đáng nể, nhưng người ta lại thấy những vệ tinh xung quanh tiền đạo 37 tuổi đi xuống. Ronaldo là tâm điểm của mọi đường bóng, dù anh không ở vị trí thuận lợi và các đồng đội có nhiều phương án tốt hơn. Ở tuổi 37, Ronaldo không còn di chuyển cơ động, điều đó khiến cho Manchester United luôn ở tình trạng thiếu mũi nhọn. Điều này khác với Ajax Amsterdam của Erik ten Hag. Ví dụ như mùa giải trước, trong màu áo Ajax, Sebastian Haller sẵn sàng chạy không bóng để các đồng đội đưa bóng xuống 1/3 cuối sân. Điều này trái ngược với Ronaldo, vốn có xu hướng nhận bóng để tìm cơ hội dứt điểm, nâng cao thành tích ghi bàn. Thế nên việc Ronaldo gần như sẽ rời khỏi Old Trafford có khi lại giúp tân huấn luyện viên Quỷ Đỏ đỡ khó xử. Đường ai nấy đi, chia tay có khi tốt cho cả hai. Kết luận lại là Ronaldo không gánh Manchester United, mà hình như là Manchester United mới thực sự gánh Ronaldo. Báo Anh còn cảnh báo là với cách chơi của mình, Ronaldo sẽ không dễ dàng tìm được một đội bóng mới, vì anh chẳng khác nào một món đồ công nghệ tinh xảo nhưng lại mất hướng dẫn sử dụng. Mang về một người có thể đẩy phong độ của toàn đội lên, hay một người có thể đảm bảo những chỉ số thành tích cá nhân khác biệt, luôn là câu chuyện được nói tới nhiều trong thể thao. Bóng chuyền với chỉ 6 người trên sân thì việc ai gánh đội
càng trở nên quan trọng. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia của chúng ta năm nay cho phép thuê ngoại binh trở lại và các phóng viên của chúng tôi sẽ giúp quý vị thấy một ví dụ cụ thể về hai trường hợp này. Glasimco Thái Bình chỉ là một đội bóng chuyền nữ hạng trung. Mùa giải trước có được vị trí thứ 5 chung cuộc. Năm nay, điều lệ mở cửa cho phép ngoại binh trở lại. Họ sắm ngay cho mình một gương mặt chất lượng, Polina Rahimova, tuyển thủ người Azerbaijan cao đến 1m98 và từng giữ kỷ lục thế giới ghi 58 điểm trong một trận đấu. Sang Việt Nam gấp rút và vào thi đấu ngay. Vốn kiến thức của Polina về nơi mình đến rất khiêm tốn. Trước khi đến Việt Nam, tôi chỉ biết đến nón lá và cao su vàng. Tôi không biết một tí gì về bóng chuyền Việt Nam. Sự khởi đầu của Polina ở Việt Nam không hoàn toàn thuận lợi. Khi còn chưa kịp làm quen với mọi thứ, từ thời tiết, mặt sân đến đồng đội mới, thì Polina đã phải nhận trận thua trắng trước VTV Bình Long An. Phải đến trận thứ hai gặp Ninh Bình Doveco, Polina dường như mới bắt nhịp với đồng đội. Cô vừa đánh vừa chỉ đạo hò hét trên sân. Sự gắn kết ấy mới giúp đội bóng Thái Bình thắng trận đầu tiên tại giải năm nay. Ở trận đấu trước, chúng tôi thực sự chưa bắt nhịp được với nhau nên hay mắc lỗi. Sau đó, chúng tôi đã có thời gian tập luyện với nhau nhiều hơn nên đã hiểu nhau nhiều hơn. Bản thân tôi cũng thấy chúng tôi đã gắn kết với nhau hơn. Hết 2 tuần, Polina có thể lại rời Việt Nam và không hẹn ngày trở lại. Các đồng đội Việt Nam chắc chưa kịp học thêm điều gì từ cái tên đẳng cấp thế giới. Còn Polina cũng khó lòng bổ sung thêm những kiến thức về Việt Nam khi chỉ biết con đường từ khách sạn đến địa điểm thi đấu. Nhưng câu chuyện hoàn toàn khác đến từ một trong các đối thủ của Polina ở giải năm nay. Phụ công Ngọc Hoa, 35 tuổi, đã sinh con, giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện. Nhưng vì đội bóng khuyết vị trí đành phải quay trở lại thi đấu. Với em thì bây giờ hiện tại thì với cái tuổi tác như thế này thì không thể nào là trụ cột được nữa rồi. Thì em chỉ có thể là thi đấu tạo cái sự tự tin cho các em. Từ câu chuyện của hai gương mặt mở rộng ra chuyện của bóng chuyền Việt Nam, môn thể thao đang cần một sự bứt phá cho đúng với tiềm năng của nó. Muốn như vậy, cần nhiều hơn nữa những cái tên vừa có phong độ như Polina, vừa có tầm ảnh hưởng như Ngọc Hoa, điều mà bóng đá đang tận hưởng trong vài năm trở lại đây. Đó là câu chuyện cuối cùng của Giờ Vàng Thể thao tuần này. Khi đăng tải chương trình này lên YouTube sau khi đã phát sóng chính thức, chúng tôi sẽ đưa dòng tít. Một chương trình không nói về Quang Hải. Thực ra là vẫn có từ khóa nóng ở trong đó. Liệu có qua mặt được thuật toán tìm kiếm của Google hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.